Hai chào cả nhà, thời gian trôi qua nhanh quá cả nhà ơi. Mới đây lại là gặp nữa rồi. Hôm nay 15 tháng 9 âm lịch thì gia đình em ăn tương một ngày. Thường thì một tháng thì gia đình em sẽ ăn tương vào ngày 15. Đợt này thì em ăn chay với toàn là rau củ quả thôi, không có ăn với tàu hũ. Em làm món nấm đùi gà, xào xả ớt nè, rồi có thêm món nấm trắng xào nữa. Thêm món nữa là mắm thái chay. Mắm thái chay thì em làm chiều hôm qua rồi, em để vào tủ lạnh, sáng nay mình lấy ra mình ăn. Mắm đùi gà thì em mua về ngâm muối rửa sạch, sau đó mình vắt cho khô, rồi mình đem chiên cho vàng các mặt luôn. Chiên xong á thì mình sẽ phi xả cho thơm vàng, sau đó thì mình sẽ cho hết cái phần nấm đùi gà mình đã chiên vào nè, rồi mình sẽ cho đường, cho nước tương, rồi ớt nữa. Mình sẽ đảo qua đảo lại cho gia vị thấm đều vô cái nấm đùi gà, rồi mình nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình mình ăn. Vậy là xong một món rồi đó cả nhà. Món thứ hai á là nấm. Nấm trắng này em đem xào tỏi nè, ăn cũng rất là ngon nữa. Đơn giản thì có được hai món rồi đó, cộng thêm cái món mắm thái chay hôm qua em làm nữa. Mắm thái chay đợt này á thì em làm chỉ có từ cà rốt với lại dưa leo và khóm, em không có làm với đu đủ. Ở nhà thì còn vài cái đậu bắp nữa, nên đem ra luộc chấm với chao ăn luôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Lâu lâu á thì ăn cho nó thanh đạm, thanh lọc cơ thể luôn. Rồi vậy là xong rồi đó cả nhà. Bây giờ thì em mời cả nhà cùng thưởng thức bữa cơm chay thanh đạm cùng với gia đình em nha. Nấm đùi gà làm kiểu này thì ăn cơm rất là bắt luôn đó cả nhà. Mình không cần ăn thêm gì cũng được nữa, mình chỉ có món này ăn với cơm trắng thôi là cũng ngon nữa cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye!